Chào bạn nhá, chào mừng các bạn quay lại với kênh HVK của anh em mình nhá. Chào anh em nhá. Thế hôm nay anh em mình có các anh ở dưới Hòa Bình lên chơi các bạn ạ. Hôm nay anh em mình sẽ đi mua ngan vịt để tiếp đãi các anh nhá. Làm tiếp anh tí. Rồi. Mua ngan siêu ngan to đi. Ngan vịt ngỗng gì đó. Không biết có ở nhà không? Anh em mình hay đi mua ở ông bà. Ngan ngỗng rất là ngon. Ui, ngan to ác rồi này. Chứ con vịt thì anh em mình bắt ở trên nhà chú Dũng với anh Khánh nhá các bạn nhá. Còn con ngan thì không có nên anh em mình ra đây mua thêm. Cắt cơn em ngan. Chưa tôi sóc này. Một đôi à? Một đôi. Ui, cu kiếc đầy rồi này. Ôi, ông nuôi cả cái chim di kìa cho anh kìa. Một đôi chim di. Một đôi cu. Đây, một đôi chim di. Một con chó. Một đôi cu. Chim di đây này. Ngan thì nhiều. Đấy, con to to một tí nhá. Ôi, con cu này làm hẳn tổ cho nó ở đây này. Đây này. Chú anh thiết kế con sóc này làm hẳn cái chõ xôi của mình cơ mà. Đâu có một con, à hai con nhỉ, ở trong này. Gà vịt ngan không thiếu đúng không? Nhà đại lý. Sáu mươi hai cân à? 62 cân nhẹ phèo. Tớ chú cầm ra ra lên xem nào. Chắc là 60 thôi, cả giày cả dép cả mũ nữa. Ui, 80 đây. 81 thôi, trước 82 mà. Sợ thế. Yếu. Hơn thì đúng 20 yên. 20 cân thôi nhỉ. 20 yên thành 2 tạ ra. Con ngan ấy mấy con nhỏ nhỏ đấy nhìn nó cũng trưởng thành rồi đấy đúng không? Hẳn nó là giống đấy đúng không? Con nhỏ này nè. Không có hẳn hai con sóc chứ nhỉ. Gậy thế không biết. Mua anh em mình sẽ lấy 2-3 con vịt và một con ngan. Rồi, tiếp canh ngan, tiếp canh ngỗng. Hám đây nhớ. Cổ xanh. Ông hám đi. Ồ, vịt trời. ông chùm lan phú thọ lan. Sai rồi, chú đi nữa. Chú đón đi nữa. Ở trong này nó quen với mặt rồi làm sao mất được. Mình lên ngày trước mình có cái con dân em đi chở một chuyến cà phê về tự dưng cu mặt tụi anh tái lên. Chó mày ăn gà chọi tao rồi. Chó em thơ vừa tha con chó à, con gà không có gà đấy, gà của Dương Vĩnh hay sao ấy. Gà chết chọi với chú ấy không mình chết là được. Không có mặt đâu. Con gà kia nó tím hết người. Vậy luôn chó ăn luôn chó luôn. Kháng nguyên. Lại anh em mình sẽ thử luộc lá đu đủ vào để nhổ lông vịt lông ngan để xem nó có nhanh hơn không anh em. Mà khi chỗ anh thì toàn chơi bằng nước rửa bát thôi. Hoặc là lấy con gà ấy, ra cho nó nhổ. Con gà nó ra nó nhặt hết đi anh ạ. Thái Mai Châu. Thái trắng thôi, không phải thái đen. Thái Mai Châu là ra phải xuân la. Thế có biết, anh có biết thái tiếng thái, biết nói thái trắng, thái đen gì không? Không. Anh nói tiếng mẹ đẻ, còn chưa nói sỏi. Anh chưa nói thói những tiếng mẹ đẻ. Nhiều từ còn chưa nói được. Tiếng bố đẻ thì nói được rồi chứ anh. Ôi, chứ mà mình chủ yếu dân tộc Mường. Mường là nhiều. Còn bên là bác thì dao, cánh. Dao, tay. Em hay lên mạn bên đá bác ấy. Đi bắt trâu bên đấy. Đúng rồi, anh đi ở mình có 230 cây. Đi được. Mà nó tưởng là nó dễ phạt lâu hơn. Vàng nhỉ? Dễ hơn mà. Vàng là do mình cho hoa đu đủ hả anh?
Đây là ngan, ngan nó đúng không? Dễ hơn hẳn không? Ngay. Vàng là này do, kể cả là vàng là do nuôi nuôi ngô. Có cả chanh. Đây là đu đủ nhưng mà mình cho chanh cho muối, bóp chanh muối vào đúng không? Có nghĩa là trong cái nồi ấy kìa, xong rồi mình cho vào cái xô mình lắc, đừng có nhúng. Cho vào cái xô. Ôi gần. Anh em mình là lông tơ cả ngon đúng không? Bọn em như bọn em thường thường ấy có con nào lông tơ to ấy mà em ngâm rượu uống sướng lắm, khỏe lắm. Nướng ăn mà. Em nướng ăn lông. Nướng ăn cả lông. Anh em mình sẽ nướng với mắc khén nha anh em nhá. Ngan ngỗng. Ngan vịt nướng mắc khén. Lông cháy thơm á. Ây da thế ngon ơi, ăn lông đi. Đây anh em ơi, hôm nay có cái xuống xuống này cho anh em xem nào, con vịt nhỏ tí mà dạ, mà hòn vi to gớm. Nó già rồi. Này. Sai ngoài cỡ. Nó đang làm việc mà. Nó đang tuổi ăn tuổi chơi ấy. Nó là dân chơi. Phát nó biết ngay. Đồ ăn nghề kiêu đấy. Còn. Đổ vào nồi ạ. Đây anh em ơi, ngan này anh em mình sẽ nướng theo miếng này nhá, nướng với mắc khén nha. Ây da, mắc khén. Mẹ rơi sương muối thì sang năm thì khổ dân rồi. Sơ mà sang năm cà phê dự đoán sẽ được giá tầm 3 năm anh em ạ. Nhưng mà thời tiết này sợ là rơi sương muối. Để mắc khén lên thôi. Đây mắc khén năm nay nha anh em nha. Anh em cứ hỏi là mắc khén ship tươi, nhưng mà tươi thì chỉ có anh em ở gần gần thì anh em ship thôi, ở xa thì ship lâu lắm anh em ạ. Đang mùa dịch này. Mùa dịch này nó delay lâu cực kỳ luôn. Nhưng mà tầm 1 tuần 10 ngày này vẫn được mà, mắc khén nó để được mà. Nó lại như thế này thôi. Ship tươi nhiều. Cùng lắm nó cũng khô vàng. Đây nướng cho mắc khén vào nha nha. Mốc ra ấy. Lấy tỏi về cho nào bác Khánh. Có tỏi không? Được. Chút. Tỏi. Cho tỏi vào đi. Cho bằng cho nhiều thế này chú Vinh. Cái xả đâu đập. Nó rơi đây ra. Nha anh em nhá. Nó rơi ra thôi mà. Anh em nướng này cho em khén này. Cái này 4 cân vịt cơ mà. Mà khén tươi với khén khô nó vùi mùi như nhau anh em nhá. Anh em mình nếu mà làm canh ấy, cho vào canh ấy mới khén khô làm bột ra hay hơn đấy. Nướng thì như nhau thôi. Muốn ăn tươi để tủ lạnh ấy, cả năm muốn lạnh mà, muốn tươi mà. Chuẩn. Quá chuẩn cho anh nói. Coi như là nên là thăm chú Dũng đây là được ăn tươi đúng không? Ông ấy không ăn tươi, thế thì xuống gần bưu điện đi, tươi to ấy, tươi 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 tươi. À. Bỏ ra đi mấy quả. Khơi mặt riêng ăn nhỉ. Thịt nướng là nhất à. Bỏ bao là sạch mà, bỏ mấy vỏ. Cho tỏi, cho lá tỏi, lá hành vào ấy, nướng thịt đấy cũng ngon lắm anh em ạ. Thơm cực kỳ. Nhưng mà nếu mà chuẩn ra ấy, nếu mà để ăn thịt nướng ngon ấy, cho mắc khén mắc chiếc ấy, anh em mình phải ngồi ở đúng lửa này. Ăn nóng. Nướng, đúng rồi, ăn nóng với xôi ấy. Có một nắm xôi đấy rồi, ăn xiên, không kiểu nướng ấy, anh em không kiểu nướng vỉ, kiểu nướng như kiểu thịt nướng, như thế này không ngon đâu, phải nướng xiên. Rồi ăn thì mình rút ra từng miếng rồi, mình lại cho vào lửa để ăn tiếp thôi, ngon. Bò ấy, ăn tái gì. Như lắm cưới ấy. Như hôm qua mình ăn ấy. Lên nhà mới ấy. Ông béo cho mình ăn ấy. Tiết canh ấy vừa đơn nút sôi lên rồi đổ cả bát tiết canh vào ăn tiết trần vào cho anh. Hôm qua cháu bị như kiểu sắp nôn cả ngày ấy. Ông Tiên cũng bảo người ta cũng sẽ không chơi được với mày thì ông với cả thằng Mỹ cũng được thế này mới sướng hút như kiểu cho mình.
Nó còn chưa sôi gì ấy. Nhà nghĩa đó. Chưa gặp kịp ăn quả nào luôn, vừa trồng ra hoa cái gì lại mút. Hôm qua đi đêm tiếc quá, không lấy cam của các chú nữa. Cam cao phong đặc sản đấy. Hôm kia, không có điện với cả, chỉ cho. Nói đến bạn ăn với chú ăn nhanh lắm. Cút mốt cơ. Bà còn nhớ dai cơ. Ăn với em mới nhanh lắm. Anh Liêm mà nói đến em mới nữa là chắc ly luôn đấy. Ôi mình ra đấy bây giờ mình nẻ hết cả chân rồi ấy. Ngứa. Chân không đâu. Mồm miết gì nổ để hết rồi. Nổ hết rồi đấy. Nổ hết rồi. Mai kia bác Khánh nghe càng càng sứt hết đấy. Thơm chín đầy đủ mới ra. Cho bún mì chính cho anh Khánh cái này. Hê hê. Đấy nó mình chính cho cô đây nhá. Gia vị có mắc khén. À, gừng, à đâu, tỏi chứ nhà lá, tỏi lá hành với giềng anh em ạ. À với xả chứ. Rồi nướng, món này mới là nghệ đây này. Nhưng mà ăn phải ăn ở đống lửa, còn mang lên mâm ăn thì nó cũng giảm đi 50% độ ngon rồi. Đúng rồi. Mang lên mâm ăn thì là hơi tí thịt. Rửa thịt ra đấy đúng không? Tìm mắm ớt tươi thì dùng chú ý mà. Mang vào này tí. Tại mà kỳ gì tăng nay mất được quân, tăng nay khai mất được quân cứ im mất cái gì? Khói. Bóp ép nó lên. Đây ở đây. Bỏ đấy, ngửi đấy. Mong ăn. Đây ở đây, ở đây. Nướng này mới là đẳng cấp này. Nè cho vào xiên. Để kẹp này anh. Kẹp là chuẩn nhất anh ạ. Em thuê một to lá này. Mùi thơm mấy khén mới, mấy khén tươi ấy, nó thơm nước mũi luôn. Mình cứ nướng nhựa mình. Còn đối đây. Bỏ kia qua. Quỳnh tí. Ngọt. Tí nữa đâu. Ngon à? Ngọt. Ngọt đấy. Để dương gió. Mà cũng mát nhá, cũng ngon. Không phải dùng đâu. Nhà này là nó có trang trại chuyên trồng. Ôi, Hòa Bình nó là đặc sản rồi, sao mà bữa này chống được anh? Bữa này như bữa năm rồi. Ôi anh em ạ, à, lông tơ ác. Cho nó lông tơ mà anh em bảo thích ăn lông tơ vẫn để làm như thế chứ. Gia đình được. Con đấy thật ra rằng với chú đi được mà nó đầm thế đấy. Cũng ít tăng. Thế đấy thì tiết kiệm từ đó mà có ai ít nhưng mà không có trẻ phát bán cái dòng đấy là 180 giả 200 hôm nay nắm đá chắc lắm nên không vừa được xe dòng xe tải thì người ta lại nhìn vào form xe chứ đề cao người nát bét rồi một căng lặng nhé không hết à làm cái cảnh nhà cơ. Công nhận là làm bằng cái đỡ thế. Cái củi này ăn vẫn ngon hơn nấu bếp ga nhé. Ủa chứ không ăn được thì để xuống ăn thất. Ủa ngon thế. Tính hết rồi. Tính hết rồi. Cái chắc cũng cháy rồi. Cháy rồi kìa, cháy chân rồi. Nóng đi. Quang ơi. Ăn này nhiều lúc ù tai luôn. Khỏe rồi luôn. Có cái thả cá, có cái tô, cái này thì tuyệt vời nha.
con được con cá con khác hơn chút nữa. Nhiều cá ở đây vẫn đầy mà. Nhiều cá thì nó từ ao ra ao cái. Cái trước này nó khỏe nếu mà cá ra thì bỏ ra làm cái cá cho nên béo á đấy. Béo, béo á, béo là béo nhất. Đây anh em đang tập trung xem cho anh đánh tiết canh các bạn ạ. Cái món tiết canh đông dây của anh em mình có vẻ là anh em rất là thích thì phải. Các bạn là mình cũng nhường cho các anh đánh cho các anh bảo muốn ăn như thế này cho anh nhờ. Muốn ăn như kiểu tiết canh em mình đánh thường ngày ấy. Mình chẳng thích làm đâu nhưng mà anh lô. Nhà máy chị ơi. Rõ này. Chân tay nẻ hết. Đi hết rồi chú. Có đưa đâu. Khói sướng nhỉ. Các bạn nó khói mỡ của con vịt kìa. Khói này khó chịu được. Thơm ấy. Xong rồi đấy. Chuẩn bị ăn rồi đấy anh em ạ. Chéo gan anh em nhá. Đại hệ các thì món. Thôi chuẩn bị ăn cơm nhanh anh em nhá. Đây. Hôm nay là cây nhà lá vườn của anh em tự nuôi. Rồi, chuẩn bị cắt cơm cho anh em nhá. Hôm nay này món của em mình đây. Ngan vịt tiết canh. Đấy đông ác mà lúc đầu thì không đông nhưng mà cuối cùng vẫn đông nhưng mà. Tập làm rét. Nó rét. Chắc vào nhiều người. Nhưng mà tiết trên Sơn La là không cho lạc vào anh ạ. Cho lạc vào nó mất ngon. Ui trời. Đấy. Tay hay súng kìa. Sạc ong áo xí thôi. Hả? Rồi chuẩn bị cắt cơm anh em ạ. Rượu vâng, rượu ngâm ong anh ạ. Chết quả mẹ nó rồi. Lái. Anh em đấy nhá. Sức khỏe nhá. Sức khỏe các anh nhá. Ngọt ác rượu này. Đợi đúng không? Lạnh thế này rượu vào ác. Rượu mật ong lạnh vào nó mới sướng. Hôm nay như uống mật ong rồi. À thôi. Ôi, mời anh em mình ăn cơm thôi nhỉ. Thôi anh em một chén nữa. Chén nữa. Này rượu này. Bên hai chén đi. Này mới sướng chứ anh. Nào anh em lên đi. Tiếp đi. Rồi. Anh xài cái hiệu của đi xài. Đau chân à? Chân phải duỗi. Thế đi đốt lò nhiều quá hỏng chân. Hả? Đi em mới nhiều quá đúng không? Phá gì? À thôi, mời tất cả anh em nhá. Mời các anh em, mời mọi người nhá. Lên chưa? Vừa rõ rồi. Đến luôn. Lên. Thế này thành ba. Ăn gì? Rồi đến thì đến cơm. Ăn cơm. Mời anh em nhá. Rồi, mời anh em lên nhá. Mời em ơi. Thôi, lên đi. Ngon đấy. Mời đi. Chị nhận uống này vào được. Dễ uống mà. Vâng, mời các anh nhá. Hôm nay cơm muộn quá nhỉ. Anh em ăn cơm đi. Anh em, cắt cơm đi. Chiết. Okay, chấm chéo gan anh em ạ. Thế thì mình nhớ đi. Ừ. Dạ. Yeah. Ăn đi mấy giờ ấy. Được rồi. Hết chơi. Khó lắm. Khắc nó sẽ hao đợi yến xem gì đấy. Ôi, chấm chéo hơn chấm gì đấy. Ăn đi mấy giờ ấy. Tạm gọc. Ăn đi mấy giờ ấy. Chấm chéo. Chấm chéo gan. Các anh chiến đi. Ăn đi. Chẩm chéo gan. Dùng đi. Anh em dùng đi. Alo. Em được to thế. Anh em xin lỗi chứ. Thích miếng nào rồi. Bóc đi. Chín miếng đây đâu. Chắc không có rồi quá. Đấy đâu rồi. Anh đi. Thử cái canh trên bọn em đánh kiểu sấp này thế nào. Chị ơi. Đấy cái canh đấy. Cho một quả ớt vào anh ạ.
ngon. Đánh chảo xốp xốp. Ồ, ngon lắm. Vừa đủ độ ngon. Ừ. Ngọt lắm. Ngon anh. Ngon được không? Ngọt. Cho anh lên đi. Ngon đấy. Ngậy không anh? Được đấy, được đấy. Chuẩn, như thế này thôi, tức là như thế này là được. Không? Nhạt không? Đó. Hơi đậm tí, hơi đậm tí. Mười anh em nhá. Đậm đậm đúng không? Anh trai. Chiến thôi. Đấy. Mọi người nhá. Làm miếng tiết canh cắt cơn. Đói quá. Ngon lắm. Ngọt. Ăn miếng. Chưa có đẹp. Ngọt lắm. Bây giờ em ăn ngon. Ngan ngan. Hơi mặn. Chọn sao phát ban rồi kìa. Hơi mặn rồi. Mặn lắm. Mặn mới ngon. Ừ, chuẩn đấy. Mặn mà ngon không? Chứ canh nhà không ngon. Mặn. Mặn là chỗ. Thôi, mời anh em nhá. Nói chứ, đầu tiên ông mặn đấy. Không không ăn mấy. Mặn đấy, kiểu mấy anh em dưới kia kiểu hay ăn súp. Thôi, mời anh em nhá. Lên em tiết canh. Đúng rồi. Không sao. Ngon mà. Ủa đông quá không ạ? Đông quá. Ngon quá. Quá. Có nhai à? Có nhai đấy. Mời anh em. Cay quá. Cứng quá em thơm. Cay quá. Có nhai mà. Có việc rồi. Đây rồi. Nó xuống sáng đến giờ làm đến giờ ăn thì lại có việc. Ship ship. Thế mới hay. Mới là mua tủ quần áo cho con, mai mốt con lấy chồng. Ờ, bố thì chẳng có gì cho con ngoài tủ quần áo ra. Anh em lên đi, lên tiết canh đi. Mấy anh. Thử với. Rồi, thử nhanh nhau nhá. Vậy nhỉ, hôm nay đánh tiết canh đông người, đông cứng áp. Nó lên tay. Đông người hay đông hơn? Không ngờ, chắc là mai chuyển tới Bắc Bình làm. Bây giờ nó lên rồi mà thì cũng lấy ép phải làm luôn rồi. Thôi, được được. Cắt tiếp. Quen tay rồi. Chuẩn, cho canh. Xin phép là em mời anh Liêm trước đi nhỉ. Mời từng người một đi. Không uống được rượu nhưng mà sẽ uống 50. Vì đang tiêm Covid mà. Tiêm sau cho anh một hôm cho anh uống trước nhá. Ơi, mời chú anh. Rồi, ok anh nhá. Chúc khỏe anh Nam. Dạ vâng anh Nam. Chúc anh sức khỏe công tác tốt anh nhá. Không bao giờ là nữ nhá. Vâng. Anh Nam Hòa Bình không bao giờ là nữ. Sức khỏe nhá anh nhá. À. Hôm nào anh em có dịp là cứ lên với tôi anh em chơi với nhà với cửa rồi anh em ok. Ừ. Đấy, nhưng mà không biết nhau tí nào ấy, cứ 4G là gọi là ok. Rồi ok. 4G đúng không? Ừ đấy. Anh nào cũng thân mời tất cả toàn thể các anh các em về Hòa Bình chơi. Vâng. Vâng. Anh em sẽ có một ngày xuống Hòa Bình đi, anh em đi ăn ghẹ đấy. Hòa Bình chỉ có ba ba thôi, ghẹ không có. Ba ba ngựa. Ba ba lông. Đi ăn đấy thôi. Anh em mình đi ăn đấy, đi ăn cam. Ừ, đấy, cam quýt. Cam phòng Hòa Bình nhất rồi. Cam phòng. Ừ. Cam cao phong nó có mía đấy đúng không? Mía cao bao luôn. Mía thì không phải nói rồi chứ mía cao bao ngon nhất. Sự chăn số vậy. Bỏ ra ba đâm rồi luôn. Vẫn là tự lái đúng không? Tự lái. Anh không biết đâu. Muốn số 1. Auto xuống ruộng hoặc là xuống vực đúng không? Muốn số 1. 4 số 1 3 5 6 7 0 1 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
sang nhà em. Làm đi. Không tí nước nào. Ừ. Nhà em. Đấy. Bát vẫn tỏi vào đi. Năm nay ăn quả này. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy. Anh ngồi thế này là anh ấy bị đau chân các bạn ạ, mọi người thông cảm nhá, không là bảo anh ngồi ăn cơm như thế này. Cái này ấy quá. Rồi, anh bị đau chân. Người nhá. Trước là anh bị ngã bị đau ở chân hai đùi ấy. Không ngồi được. Mọi người. Thì đá bóng là bị hậu vệ đội bạn xoạc cho. Trong bên này ở hai cái đùi này là có cả nhôm inox gì đấy à.
đá phát ban vào, ngợi kém đá phát ban vào. Chát ngọt nó. Không phải là ngọt đâu nhá. Đây này. Ăn trước rồi mới cho tiết canh vào sau nhá. Ngọt ngon ngủ mỏ nhá. Bọt sắm đấy. Ăn có ơn chứ chú anh ủ tai đâu mình. Ăn ớt ở với em mới kinh ngơi nhờ. Đấy, tiết canh quá ngợi. Em đừng có mí môi. Gà nó đưa vào bờ môi này. Em ủ hết tai. Cái gà khô vợ nó cho cái hạt. Quá được.